Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony xin chào mừng mọi người trở lại kênh của mình nha. Thì mình chạy ba chân bốn cẳng, mình mới đi mua supply về các bạn. Tự nhiên đùng một cái thì đang làm thì cái đèn hơ tay nó bị hư, rồi chạy xuống tiệm supply gần đây nè, gần tiệm Tony nè, chạy cái ao cái xuống tới khu Việt Nam rồi. Thì vô mừng quá, vô trong cũng hơi vui. Đi mua supply tốn tiền nhưng mà vui là tại vì lý do là đi vô trong tiệm supply á, tự nhiên những bạn làm ở trong tiệm supply đó, à có phải anh Tony Lê USA không? Rồi vui quá tại vì gặp được người giống như gọi là fan đó các bạn á. Không biết có hâm mộ hay không nhưng mà gặp fan là vui rồi các bạn nha. Rồi thì Tony xin chào mừng mọi người trở lại kênh của mình nha. Thì trong cái buổi trưa ngày hôm nay là ngày 5 tây tháng 11 năm 2020, 1 giờ trưa tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Cái cuộc bầu cử năm nay nó hấp dẫn từ lúc trước khi bầu cử, trước khi bỏ phiếu cho đến hiện tại bây giờ. Và có thể nó đi vào overtime luôn các bạn nha. Tức là cái trận đấu này nó chưa kết thúc đâu. Cho dù nó hết giờ rồi nhưng mà nó vẫn có thể đi vào overtime là như thế này nè các bạn. Ngày hôm qua thì 264 màu xanh, 214 màu đỏ. Và sau đó thì nó đã thay đổi cái kết quả và nó thay đổi quảnh tù tì liên tục luôn. Trong ngày hôm nay tôi này sẽ cập nhật với các bạn hai cái tiểu bang nữa là sẽ bắt đầu recount, tức là đếm phiếu lại. Và hai tiểu bang này nó sẽ làm cho màu xanh sụt xuống còn lại khoảng 227 điểm. Đó là những vấn đề mà Tony sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Mời các bạn theo dõi chi tiết nha. Và một lần nữa, nếu các bạn thấy cái thông tin nó hay, nó hữu ích thì đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để mọi người Việt của chúng ta ở nước Mỹ nói chung cũng như là ở toàn thế giới cập nhật được cái thông tin mới này các bạn. Tại vì mọi người đều mong muốn hóng về cái kết quả cuộc bầu cử, cũng như là đừng quên để lại một cái like ủng hộ tinh thần cho Tony nha. Rồi trước khi đi vào cái thông tin, Tony xin chia sẻ với các bạn một cái vấn đề như thế này. Mà tại vì hiện tại bây giờ có rất là nhiều bạn, hàng ngàn bạn đã comment hỏi Tony như thế này: à anh Tony ơi, em chưa có hiểu là bầu bỏ phiếu qua thư như thế nào, và tại làm sao người ta nói là gian lận bằng cách nào. Thì Tony sẽ chia sẻ với các bạn sau đây một cái ví dụ thực tế nho nhỏ mà khách hàng của Tony. Thì Tony có hai người khách hàng, hai cô này đến từ tiểu bang Oregon và cô ta xuống đây trước ngày bầu cử, cho nên cô ta không có đăng ký kịp mà bầu cử ở tiểu bang Texas, và cô ta bắt buộc phải bỏ phiếu qua thư ở tiểu bang Oregon. Thì sau khi mời cô ta gửi lá phiếu về đây, người ta gửi lá phiếu về đây cho cô ta để cô ta điền là bầu ai thì cô ta phải gửi lại đó. Thì gửi lại thì nó có 3-4 cái vấn đề như thế này nè các bạn. Thứ nhất là không biết bưu điện có delivery cái lá phiếu đó đến nơi đúng ngày, đúng giờ, đúng địa điểm hay không là điều thứ nhất. Điều thứ hai, có delivery hay là không. Điều thứ ba, nếu delivery có được đếm hay là không. Đó, thấy chưa? Tức là nó có nhiều cái vấn đề liên quan tới cái chuyện bỏ phiếu qua đường bưu điện. Cho nên hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều người thì người ta dùng cái chữ gian lận đó các bạn. Thì hiện tại bây giờ có rất là nhiều tiểu bang bắt đầu recount lại. Và bây giờ thì Tony xin chia sẻ với các bạn cái thông tin chính nè, là cái điểm của màu xanh nó đã bị gỡ xuống từ từ. Những tiểu bang nào mà người ta recount lại là người ta sẽ gỡ điểm của màu xanh xuống. Bây giờ mời các bạn cùng với Tony đi vào đây để mà Tony chia sẻ cho nó chính xác hơn. Hello quý vị và các bạn thân mến, thì đây là cái số điểm vào tối ngày hôm qua, các bạn nhìn kỹ nha, 264 và 214. Rồi, hiện tại bây giờ thì tiểu bang Arizona đã recount cho nên phải trừ đi 11 điểm. Là còn lại tỷ số là 253 và 214 đó. Và hai tiểu bang nữa đang chuẩn bị recount và người ta sẽ lấy hai cái tiểu bang đó ra bao nhiêu điểm, mời các bạn nghe nhé. Đây, tiểu bang Wisconsin, các bạn nhìn kỹ chưa? Để tôi click vào đây. Tiểu bang Wisconsin sẽ bắt đầu recount và người ta sẽ trừ đi thêm 10 điểm từ cái màu xanh nữa, tức là 253 trừ đi 10 còn lại 243, các bạn theo kịp Tony chưa? Rồi, thêm một tiểu bang nữa chuẩn bị recount, đó là Michigan. Đây, tiểu bang Michigan
chuẩn bị recount, tức là trừ đi ra bao nhiêu điểm nữa, 16 điểm nữa thì sao? Hồi nãy Tony nói sao, 2 2 4 3 trừ đi 16 nữa thì cái total nó sẽ còn lại là 227 đó. Các bạn nhìn kỹ Tony chưa, 227 thì 227 và 214 có thể đó là cái số điểm mà màu xanh và màu đỏ hiện tại đang nắm giữ các bạn nha. Đó, bên cạnh đó thì tiểu bang Pennsylvania chưa có kết thúc cái chuyện đếm phiếu cho nên chưa có kết quả, nhưng hiện tại bây giờ thì màu đỏ đang dẫn đầu ở tiểu bang Pennsylvania là một chuyện rồi. Alaska vẫn chưa kết thúc chuyện đếm phiếu và màu đỏ cũng đang dẫn đầu 62% và 33% rồi. North Carolina cũng chưa kết thúc chuyện đếm phiếu và màu đỏ cũng đang dẫn đầu, các bạn nhìn kỹ chưa, đó thấy chưa, và cái số phiếu vẫn đang đếm, mới có 96-95% thôi, còn 5% nữa. Rồi để coi Georgia cũng là đang đếm phiếu 98%, còn 2% nữa sẽ xong, và màu đỏ cũng đang dẫn đầu. Thì các bạn thấy không, hiện tại bây giờ nếu ba cái tiểu bang mà Tony mới vừa nói, là sẽ recount, đó là Arizona thì đã trừ ra 11 điểm rồi, Wisconsin sẽ trừ ra 10 điểm nữa rồi, Michigan thì cũng sẽ trừ ra thêm 16 điểm nữa, thì total còn lại là cái tỷ số là 227 và 214. Nhưng hiện tại bây giờ thì những cái tiểu bang đang đếm phiếu này nè các bạn, bốn cái tiểu bang đang đếm phiếu này là hầu như là nó nghiêng về màu đỏ nhiều hơn, cho nên các bạn sẽ thấy một cái tỷ số mà nó khác lạ và nó mới mẻ. Và tôi này mới vừa cập nhật được một cái thông tin đang xảy ra hiện tại bây giờ luôn các bạn, đó là tại Washington DC, trước tòa Bạch Ốc có hơn hàng trăm ngàn người dân Mỹ, người ta đang coi như là mình gọi là biểu tình đi, biểu tình ôn hòa, là tại vì người ta không đồng ý với cái kết quả hiện tại bây giờ đó các bạn. Và một cả trăm ngàn người này là hình như là ủng hộ bên phía màu đỏ đó, thành ra người ta đang rất là coi như là kêu chính phủ là phải đếm lại phiếu, tại vì có rất là hàng triệu lá thư bỏ qua đường bưu điện á, không biết nó đi về đâu, đi về phương trời nào, và nó có được đếm hay không, hay là chỉ đếm một bên còn một bên không đếm. Đó là những vấn đề mà người dân Mỹ người ta đang quan mang và thắc mắc, và người ta yêu cầu chính phủ phải recount lại tất cả những cái lá phiếu mà đã bỏ qua đường bưu điện. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ, đó là cái chí hướng của Tony, cái đường đi của Tony lúc nào cũng nhanh gọn lẹ các bạn nha. Thì Tony cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra vài phút quý báu trong buổi trưa ngày thứ năm để mà xem cái video này. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn ủng hộ tinh thần bằng cách like and share cái video. Nếu bạn nào là người mới lần đầu tiên thì Tony welcome and bấm nút đăng ký để ủng hộ tinh thần cũng như là theo dõi channel các bạn nha. Bye bye and see you in the next video.